Dạ, kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình có mặt ở miếu Bà Chúa Xứ, địa chỉ là đội 4, ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ở chỗ này là ngay ngôi miếu Bà luôn. Thì hôm nay thì Vua Khỉ sẽ đến đây cưa một cái cây rất là khủng luôn. Và lần đầu tiên mình thấy Vua Khỉ cưa cây này nha cả nhà. Đây. Cây này thì nhìn sơ qua thì cái lá nó rất là giống cái lá cây Bồ Đề. Đó, cái cây rất là lớn luôn. Đó, cây này là tên là cây bả đậu nha cả nhà. Đây là cái cây bả đậu. Cây này thì rất là to luôn, hoành ở cái phần nhỏ này thôi là đã tầm khoảng 350 rồi. Và rất là nhiều gai. Đây cả nhà thấy nè. Rất là nhiều gai luôn. Gai rất là cứng. Thì hôm nay chú Tùng sẽ đến đây để cưa nguyên cái cây này, cộng với là mé nhánh một số cây lâm vồ. Cây lâm vồ ở đây, mấy cây lâm vồ này thì nó nhỏ hơn chút. Cây lâm vồ thì nó rất là giống cây bồ đề đó, cái lá nó rất là giống cây bồ đề. Thường thì mấy người trong nghề họ nhìn thì họ phân biệt được cây lâm vồ với cây bồ đề. Còn đây là cây dương. Cây dương này là thuộc họ lá kim. Thì mấy cây này thì chỉ mé mấy cái nhánh ở trên mái nhà thôi, và một số cái nhánh phía ngoài này để cho nó bớt rụng lá, nó rụng lá lên cái mái nhà, nó gây xét cái mái nhà. Rồi, mình kính mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi cái quá trình cưa cây của Vua Khỉ nha. Quýt cái cây nhỉ quả. Nho có 4 thứ. Bơm. Bình thường là 5 thứ. Rồi mình tiếng chào cao muôn cổ, mình phải xin phép kính lễ đàng hoàng người làm. Cái này như là phần nghe nó bao giờ nói là phần nghe rất cay, mặt cưa cay nhất. Đó, ăn cỡ vú nữa. Ông Thảo kìa. Dạ ông Bảy, cho con hỏi cái cây này khoảng được bao nhiêu lâu rồi ông Bảy? Cây này có từ cái cây lớn đó là năm 1968 là dạ. Một thân. Dạ. Dạ. Cái còn cái miếu Bà Chúa Xứ này là bao lâu rồi? Cái miếu hả? Dạ. Miếu này có từ hồi nào hả? Dạ. Cái này hồi chú nay bảy mấy tuổi mà chú không biết, bây giờ lúc chú còn nhỏ là nó có đâu, hồi trời Phật pháp luôn chú. Cái này nó có dạng cỡ khoảng từ trăm năm cho lên đó, lớn lên nay 70 tuổi, hơn 70 tuổi rồi mà mình không biết nó có hồi nào lớn rồi, đã có rồi chìm tấm ông bà để vợ rồi cha mày nói theo rồi thôi, chứ không biết khoảng nào. Dạ. Nó từ giá gần trừ đã gần trăm năm, trừ chứ trăm trở lên. Dạ. Ông đang mở đường dây điện để cây thứ hai cưa cây bả đậu.
không giữ nổi tiếng ở ngoài thế giới rồi, nhờ người kia nhờ. Ở ngoài thế giới người ta gửi đồ gì ta tặng ổng á. Ở bên Mỹ á, ta gửi đồ gì ta tặng ổng á. Đưa đồ phương tiện gì kia lấy ổng làm nó có tâm rồi đó. Họ tặng đồ ổng, ổng vừa nổi tiếng thế giới rồi chứ không phải Việt Nam nó nói á. Trước đủ biết ông ví dụ liên hệ là con này mới ngày thằng sang mới dài dài gì đó mà ông chính cho mấy ngày sang mới gặp ông chánh đi cứu có rất nhiều nha. Giờ thì cái đồng mà leo lên mé mấy cái cây lâm dồi trước nha nha. Cây dương khá là to, mấy cái cây ở đây là chỉ mé nhánh thôi nha cả nhà, do nhánh với lá nó rớt xuống trên mái tôn nó làm rỉ sét cái mái tôn.
Anh Hiền anh leo lên anh kéo cái nhánh trên nóc nhà xuống nha mọi người. Hiền ơi, Hiền ơi. Cái máy này nghiêng quá. Cái máy nghiêng quá trời. Chỗ đó yếu nha, đứng đâu nha. Yeah.
Vô khỉ anh. Nó biết luôn nha. Thấy trên mạng hoài giờ mới thấy ở ngoài nha. Đó. Nhét đâu vậy? Đây có 3 sợi dây điện nè. Thank you.
Bây giờ thì chú Tùng sẽ qua để mé nhánh của cây dương. Cây này thì nó giống như cây thông ở Đà Lạt vậy đó cả nhà. Rồi nó sống ở vùng giống như có khí hậu nóng. Mấy cây dương này thường thường là nó ở được trồng nhiều ở bãi biển, ngoài bãi biển để nó chắn gió. Vì nó chịu được cái khí hậu là nóng và trồng được trên cát. Tại do nó là thuộc họ lá kim cho nên là nó không có cần nhiều nước. Nhanh rất to luôn. Đó giống như là nguyên cái phần đọt của một nhánh này. Oh.
lắm nha. Dây điện nha. Ơi ơi ơi. À quên cúp điện rồi, không sao. Bên đây còn. Dạ, kính chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Chúc mọi người có ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui nha. Thì hôm nay thì anh Hiền có mặt ở miếu bà Chúa Sứ, địa chỉ là đội 4 ấp Hồng Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thì anh Hiền là đệ tử của Vua Khỉ miền Tây nha mọi người. Bây giờ anh Hiền sẽ leo lên để chuẩn bị mé nhánh cái cây lâm vồ này. Cây này là do nó lá nó rụng nhiều quá, nó rụng trên cái mái nhà đó, nó bị xét cái mái nhà đó, cho nên là ở đây người ta kêu mà mấy anh em thợ cưa lại rằng mé nhánh để cho lá nó đừng có rụng lên trên nóc nhà nữa, để nó không có bị hư cái mái nhà. Xe sao kìa. Oh.
Oh.
giờ ăn cơm nghỉ trưa xong rồi giờ leo lên bước bước ra leo lên đó một trăm một chân này. Bây giờ can sắt nấu bằng bằng để đi được. Con cua đi về hết cái bằng ga, em đâu biết cái bằng ga gai sao? Bằng cái bằng gai chứ mấy cái bằng gai đó. Ô nó tú lại kìa. Quá thì gai rồi. Cây này quá trời gai rồi. Cây này là gai rất là nhiều, cho nên chú Tùng phải leo lên để đéo bớt mấy cái gai. Có con kỳ nhông kìa. Kỳ nhông với già cây. Còn mà chú Thiền với anh Thiền đã leo lên phía trên nè, góc nhà. Anh Thiền đang leo lên, còn Thiền thì đã leo lên tới rồi. Mày leo cây sao mày dép nè? Mày leo cây sao mày dép? Cái lọ còn xài. Giờ còn xài hả? Vô nhà mà sợ gì, chừng nào vô mượn á, trả. Người mang dép, người mang giày, anh Điên thì mượn luôn cái bao tay của cô Lâm mang luôn. Còi nhánh giòn dữ. Thường thường là mấy cái cây mà phải treo nhánh á, là chú Tùng sẽ treo nhánh thấp trước
nhánh cao sao. Nhưng mà do là mấy cái này á, phía bên dưới là có cái mái nhà đó, thì cho nên là chú Tùng tận dụng những cái nhánh bên dưới để nó đỡ những cái nhánh bên trên. Đây, chú sẽ cưa những nhánh cao trước, rớt xuống dưới nó sẽ có những cái nhánh bên dưới nó chịu lại và nó rớt xuống cái mái nhà rất là nhẹ nhàng luôn. Cây này là gai dữ dội lắm nha cả nhà. Những cái nhánh nhỏ ở trên thì gai nó dày dày đặc hơn ở phía dưới gốc. Có trái kìa. Hey, có một trái rớt xuống. Trái ba đậu. Nè ná cái hồng cái dương lột vỏ nè. Mà mới này nó khô lắm rồi. Trái nó đẹp quá. Trái còn tươi nó cứng ngắc à. Mắng đem về trồng mốt đốn chơi nữa. Gỡ gai chơi. Có đốn. Ủa, nó cứng. Đặt thử phải không? Mấy cái nhánh vừa cắt xuống thì ở dưới anh Hiền và bà Thiên sẽ cưa nhỏ ra, đang lôi ra ngoài sau á, đứng trên mái nhà lôi ra ngoài sau sẽ có cái chỗ để thảy xuống. Ở đây cái không gian ở đây rất là chật chội luôn nha mọi người. Cái cây là nó nằm sát hàng rào, hai bên cây là hai cái mái nhà, còn phía bên đây là nguyên một cái vườn mai luôn. Hầu như là xung quanh cái cây bả đậu này á đều có chứa nghệ vật. Rất là nhiều gai luôn. Những nhánh nào leo lên là phải dùng cái dao đẻo gai đi, đẻo bớt gai đi thì mới leo lên được nha mọi người. Đây là cái bông của cây bả đậu nha mọi người. Đây là cái hạt của cây bả đậu nha mọi người. Trời lúc này là nắng rất là gắt luôn. Theo như dự báo thời tiết mình xem thì hôm nay thì khu vực ở đây là tầm khoảng 26 đến 33 độ. Rồi cái nền nhiệt lúc này mình nghĩ chắc hơn 33 độ đó. Tại vì đang là ở trên cái mái tôn. Cây này thì nhìn xa xa cái lá nó rất là giống cái lá của cây bồ đề luôn á mọi người. Nó hơi nhỏ hơn tí xíu. Nè, mọi người thấy nè, chỗ cái lá lớn này nè. Nhìn rất là giống lá bồ đề. Trời ơi, chú Tùng đang gột bộ một cái nhánh rất là to luôn. Cái nhánh đó thì có thể là nó nằm sát mái nhà đó, cho nên là sẽ cưa nhá đang từ từ cho nó tét xuống. Quá chừng cái nhánh to rồi. Nhánh rất là to luôn nha cả nhà. Đó, nguyên cái nhánh to ở phía bên trên cái mái nhà đó. Phía bên đây thì anh Hiền và Thiên đang tỉa hết mấy cái nhánh mà cưa hạ xuống đó, để
xả xuống phía dưới, một lát nữa mấy ông mấy bác sẽ kéo ra phía ngoài. Dắt mạnh là thủng luôn á. Cái sợi dây treo cái nhánh đó thì được anh Hiền anh quất phía bên đây khoảng 4 tua. Cho cái nhánh kia rất là lớn. Trời, nó giòn dữ vậy. Cảm giác như cái cây này nó rất là giòn. Chắc theo như còn nghĩ là cái vỏ ngoài nó rất là cứng, bên trong nó mềm. Cái da ngoài thì nó cứng. Bao đồng hạ lên cái mái nhà. Cái nhánh to đó là hạ lên ở giữa hai cái mái nhà nha mọi người. Nhánh của cái cây này á là kéo về phía sau. Tại vì cái nhà phía sau á, cái mái nó đỡ nghiêng. Còn cái nhà phía trước cái máy nó rất là nghiêng luôn, cho nên là đi lên không có được, nó rất là dễ trượt. Bây giờ thì chú Tùng tiếp tục leo lên đẽo gai của cái nhánh này, sẽ chuẩn bị cưa tới cái nhánh này nha mọi người. Nhánh nào cũng đầy gai hết. Cái cây ba đậu này thì cái mật độ gai dày đặc hơn là cái cây gòn gai và cây bàn gai rất là nhiều. Cây gòn gai thì gai thưa nhất, xong rồi xong sau đó là tới cây bàn gai, còn cái cây ba đậu này thì gai dày đặc. Phía bên đây thì mấy bác đang kéo mấy nhánh ở ngoài sau ra. Ngoài này có một cái vườn, kéo mấy nhánh ra đây đang bỏ ngoài này nha mọi người. Có cây ba đậu con này quay không? Đâu. Quá chừng gai luôn. Hồi nãy giờ là mình để ý cũng khá là nhiều nhánh rồi. Mình thấy có một cái điều hơi lạ là gai ở cái mặt trên á, thường là nó nhiều hơn cái mặt dưới. Theo mình nghĩ là cái mặt trên là nó hứng đầy đủ sáng á, cho nên là gai nó sẽ nhiều hơn. Hồi nãy giờ mấy nhánh luôn á cả nhà. Còn những cái nhánh nào mà nó đứng á thì mình thấy gai nó đều đều xung quanh luôn, giống như là nó hứng nắng từ sáng tới chiều, nó tương đối nó đều đều như vậy. Mặc lần
giờ là mình thấy có một cái sợi dây phía bên đây, có thể là sẽ treo cái nhánh này dựa vào cái nhánh bên đây nha quý vị. Treo cái nhánh bên phía bên trái đó, là dựa vào cái nhánh phía bên phải. Thấy chú Tùng buộc dây vô cái nhánh khá là to. Rất là nhiều gai. Mấy cái gai này mà khi mà mình đẽo xong á, nó sẽ ra cái mũ. Treo nguyên nhánh bự luôn á, nguyên nhánh dài luôn á. Nhánh này rất là to luôn nha mọi người. Ban đầu mới cột thêm một cái sợi dây đây nữa. Lại cắt cái nhánh này để mà treo cái sợi dây đó qua đó, treo nguyên cái nhánh đó về phía bên kia lại. Là anh đánh một vòng rồi đó. Ồ, có nước chảy ra hay mũ gì đó. Chắc còn nghĩ là nước nó trong trong. À, thì gai. Nó bị bọng rồi. Còn nó tôm nước tôm mũ gì ăn quá trời luôn. Lắm á, nãy gai nhiều quá, ba còn không có điều khiển được. Đâm vào tay đau quá, buông ra. Rồi, anh chảy nước rồi kìa. Quá chảy nước luôn. Xuyên làm mệt mệt chứ vẫn có tinh thần giỡn hết. Dạ nắng mẹ con. Chưa thuốc hết chưa Hiên? Hiên ơi, sáng uống cử nào cho anh Hiên? Quá liều hả? Chưa sắp thuốc à? Nghe đứt cái là bắt đầu trốn. Rất là kỹ thuật luôn á nghe nè. Rồi nước nó chảy kìa. Ba đòn chọt cái lỗ bọng gì vậy? Con gì vậy ba? Ơi con rắn kìa. Sao? Bé nè. Trời ơi nguyên ổ luôn. Nguyên ổ luôn. Ba con. Căn lục. Ủa sao ba thấy vậy? Thò đầu ra. Hai ba con.
ba con lận. Ba con. Nghề hàng của nó luôn. Bụng nó ở mới cưa vừa xong cái nhánh này là mưa tới. Này là mưa tới. Mưa rất là lớn luôn. Mới vừa mây kéo lên, mây đen kéo lên. Nhìn thì thấy mấy cái bọng mình phải né mới được. Khi gặp mấy con rắn độc này kia luôn không nên. Chứ mình mấy cái bụi tre á là tre này kia có nó cái mắt tre không à. Rồi nó đẻ trống mình, ví dụ mấy cái lỗ mình bóc vậy nè, nó độc lắm. Ồ bấy rồi đó chứ. Ờ bỏ vô mình. Ồ nãy nhiều nhiều lắm lắm cả cái chục con hả? Anh biết qua thang kia mang dài lắm chứ. Rồi sau khi tạnh mưa thì bây giờ chú Tùng leo lên cưa tiếp tục. Cây này gai quá trời gai rồi. Đứng dưới này mà nhìn lên thấy gai nè. Gai lởm chởm nè cả nhà. Quá trời gai nó nhọn rồi. Cái sợi dây treo nhánh thì anh Hiền anh kéo qua đây anh quấn 3-4 vòng nha cả nhà. Thế nó chịu là cái nhánh kia rất là lớn luôn. Nhánh này cũng lớn lớn tương đương cái nhánh vừa cưa lúc nãy. Giờ chú Tùng đang kéo cái máy cưa lên để chuẩn bị cưa nha cả nhà. Nhánh rất lớn nha. Quá trời cái nhánh này. Rồi. Bây giờ thì ở dưới anh Hiền và Thiên sẽ tỉa bớt mấy cái nhánh để
thả xuống dưới. Cái mái nhà bên đây thì rất là dốc luôn, cho nên là việc đi lại rất là khó khăn. Coi như là cái cây ba đầu này nằm giữa hai cái nhà luôn. Phía cái nhà phía bên trong là có miếu bà. Bây giờ thì chú Tùng leo xuống để tỉa nhánh luôn. Tại vì anh Hiền anh mắc đứng đó, anh vịnh cái dây rồi. Cái dây đang treo cái nhánh này nè mọi người. Những cái nhánh nhỏ ngoài đọt á, phần rìa ở ngoài á thì đỡ con cái là nó không có gai. Chứ ngoài đó mà có gai nữa là cái việc mà nắm cái nhánh cưa rất là khó luôn. Đỡ cái là không có gai cho nên là khá là nhanh, cưa khá là nhanh. Phía trong thì anh Hiền anh đang phải giữ cái sợi dây để treo từ từ cái nhánh xuống. Nhánh rất là nặng nha mọi người. Nhiều khi trên cao mình thấy nó vậy thôi nhưng mà rất là to luôn. Bây giờ cái nhánh này chắc là phải thả ra ngoài. Cái máy nhà quá trời nghiêng. Rồi xuống được cái nhánh này cũng khỏe rồi. Giờ coi như là còn một cái nhánh to thôi, một cái nhánh có lá. Tùng đang buộc cái nhánh gần như là cái nhánh cuối cùng. Thank you.
Wow, nhánh nó lộn. Nhánh nó thấy vậy cho rất là nặng luôn nha mọi người. Phải hạ nhẹ nhẹ lên cái mái tôn. Chú Tùng đang cưa cái khúc mà nó bị bọng ở giữa cái nè. Rồi. Rồi rớt phía bển, phía bên kia hàng rào. Treo cái nhánh đó nha mọi người. Cây này thì rất là nhiều nhánh bị bọng luôn. Cái đoạn rất là to. Bây giờ thì chú Tùng đang buộc dây vào một cái đoạn rất là to luôn, ở ngay cái mấy mái nhà. Chuẩn bị cưa hạ cái đoạn này nữa nha cả nhà. Càng xuống thấp thì những cái đoạn thân càng to, và chắc chắn nó sẽ càng nặng hơn. Bắt đầu là xuống những cái đoạn thấp rồi cả nhà ơi. Gai đầy.
Dạ, Thiên ơi Thiên. Con bỏ con dưa luộc bự kia xuống đây. Bỏ con dưa luộc bự kia đây cho con. Chiêu phẩm mà cả nhà ơi. Quá trời cái cây này quá bự. Thường thì ba có thường nói cầm nguyên cuộn dây đi một vòng là vậy nè cả nhà. Nó gọn. Đó, bởi cái vậy là lắc mình tự mình dịnh luôn cũng được vậy đó. Dạ. Một mình là mình phải tự tìm kế sinh nhai. Kế sinh nhai. Con thấy bà để cùng dây trùng với bà. Này là chắc mình cũng có một cái gì đó. Dạ. Đúng theo một cái cối nặng trên. Chuẩn bị cơ một khúc rất là to và nặng nha mọi người. Dạ. Cho ba con mượn cái bao tay. Bao tay gì vậy? Nhỏ xíu mà không vừa. Nhỏ xíu bao tay phụ nữ. Các ba có toàn người sợ cái lóng này nó dạt ra. Chưa không có dạt ra thì cột con dây chịu rồi. Đừng có sợ gì ơi. Nhìn cửa bóng quay không? Anh Thiền nói đồ cắt cái gì chắn? Cắt cái miếng một đó, cái phần nhánh một đó. Nó cầm cái đó. Muốn xuống rồi, muốn xuống rồi. Rồi bà đồng mở dây hết luôn. Thả dây đó luôn rồi. Xuống rồi đó, xuống rồi đó. Chưa. Anh nắm sợi dây mà. Xuống nha. Dưới gai nặng. Còn còn dây lại đi bay. Thôi từ từ đi. Đừng hại nha, để còn dây lại. Còn dây lại xuống cái góc như đây là kéo nó sẽ mạnh hơn. Tại đây kéo muốn kéo nữa lắm rồi. Mình muốn hoa cột gần xích xuống góc chút để cho có sức kém hơn. Quá trời gai. Rồi đi luôn rồi, xuống đi. Rồi từ từ xuống đi, cho nó bỏ to nè, xuống đi.
Rồi xuống luôn đi. Quá bự. Rồi hoặc cái cắt khúc cho mình tán tán vòng vòng cái chân nó xuống đây là tôi đừng có lăn à, kêu đây để cái này. Cái này là cái dễ dùng ha. Không có xả dây luôn, xả dùng dây coi. Đây là cây bụng liêu quăng bằng gạch. Bây giờ bọn phụ mình kéo về thằng tấn đây tao mới cơ cơ lắc. Dạ, đâu nghe nghe nói đâu. Dạ, cắm nắm về kéo ơi. Ồ, nền gạch nó trơn kéo dễ. Muốn cửa đi, lấy cái tấn cái này luôn. Rồi đó, vậy đó. Dạ, lấy tôi đứng chùm chồm nè. Anh tự giác, đứng chùm chồm. Chồm, đứng kéo đâu, cũng kéo thổi xéo luôn. Tự giác luôn đi. Rồi. Thả đi, thả luôn đây. Thả luôn ngoài luôn. Mình chặt cái góc nữa. Chưa mở dây bay. Ở trong nhà với em nữa. Tao cứu rồi, có kỳ cái gì phải nghịch ngược, nghịch ngược lại chứ. Chịu nó vô lại để nó bá vào cái này vào. Chảy máu tay à. Quá gai. Quá trời gai. Các bạn còn xe xuống cắt một lần nữa. Cái nước lìa lên. Qua đây đi thiệt ơi.
cái lùn dây kia về, đi rút lùn dây kia về. Ê, qua đó. Rồi, kéo xuống rồi. Quá bự. Thôi giờ xuống bự ghê ta. Chá từ từ xuống đây coi. Coi có nại vô thằng gà không? Đen ơi. Đen ơi, anh đi nghe điện thoại gì vậy? Thầy ơi, từ từ từ, để mở dây cái. Mở từ từ thôi, thầy ơi. Nó nhanh không nghe. Rồi mở mở con kia được không? À con kia, treo con kia. Anh xả 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 bên kia đi. Ủa nó cũng kinh cái hàng ra nữa. Xả dây. Xả dây, xả dây. Quất cái đinh luôn rồi. Nhìn nó chỗ anh kia nó phải chỗ anh kia luôn mà. Còn có cỏ anh bên đây còn không? Hồi nãy thấy kia. Đó quá đó, phải bỏ ông đó đấy, cột trống kìa. Bọng than, cây này bọng than. Chú già quá rồi, em đi không có nổi chưa? Ủa?
Cục cục mua phải làm gì được. Đây, má này đó, bác Hồng Sơn gửi tặng. Hai người lên đỡ rồi. Anh đây xuống đi. Rồi. Nói khúc nó nhẹ mà. Dạ cô, cái kinh của máy chắc chưa ạ? Dễ ăn lắm. Xuống anh đi. Xuống hả? Rồi trúng tay nữa, gai đâm rồi. Khi mà chú Tùng sử dụng bộ móng với bộ đai á, thì có thể là những cái đoạn thân á, sẽ khớp khúc rồi ném xuống. Tại vì giờ còn có một nhánh đứng thôi, cho nên là không còn cái nhánh nào để treo không, treo cái nhánh đó được hết. Không ăn hết gà tốt đó. Bây giờ thì còn có cái nhánh đứng này, cho nên là không có cái nhánh nào để treo nữa nha mọi người. Có thể là phải khớp khúc. Quá chừng cái cây, quý vị thấy gai nè. Lên trong, lên trong. Mình thấy thì chú Tùng đang buộc dây một cái nhánh nhỏ phía dưới, còn một cái nhánh nhỏ phía dưới nữa. Có thể là sẽ treo cái nhánh này luôn nha mọi người. Nào thì cũng rất là nhiều gai luôn. Sát bên hàng rào luôn. Cái bộ đai lên được.
chẳng hạ phần nữa đâu quá. Cây okay, ngay góc luôn. Không, không có dao đâu. Tuy là còn có một nhánh đứng nhưng mà cũng sẽ treo từ từ xuống nha mọi người, tận dụng cái những cái nạn ở dưới thấp. Chú Tùng cưa nhỏ nhỏ đây, có thể là thả xuống gốc luôn chứ không có buộc dây nha mọi người. Ở dưới thì có chê một số cái đoạn thân ở dưới cho nó bớt tưng. Ở cái không gian ở đây thì nó rất là chật chội cho nên là quay nó hơi bị khuất, mọi người thông cảm nha. Thì cái cây này nằm ở cái vị trí phải nói là rất là ngặt nghèo luôn. Này là hầu hết là sẽ cưa từng đoạn rất là ngắn luôn, chừng khoảng 3 tấc. Nếu mà quay thấy được cái chỗ cưa thì sẽ không thấy được cái chỗ rơi. Cái chỗ rớt xuống rất là hẹp luôn. Ừ.
Bị hạ xuống nha cả nhà. Đây xuống. Chưa chưa anh. Nè nè. Dậy xuống. Chưa, khoan anh Hiền được xa ra anh Hiền. Chừng nào kêu anh nó lại. Xem vô vậy. chưa đất. Xuống dưới thì cái hoành của nó lớn cho nên là cưa nó sẽ lâu hơn nha cả nhà. Đó. Giờ thì không có quay trên được. Cầm bên chút xíu vậy. Chuẩn bị rớt xuống nguyên một đoạn nha mọi người. Ở đây thì không có thấy được ở trên tua, nhưng mà họ sẽ thả xuống đây. Đó, xong rồi đó. Đó. Hết hồn. Cưa rớt xuống như tuyết rơi vậy. Bây giờ phải dời bớt mấy cái đoạn này ra để có chỗ trống thả mấy cái đoạn mới xuống. Rồi, tránh ra chú ơi. Tránh ra chú, nó từng lắm á chú. Đó, xong rồi đó. Ê, chú, tránh ra, nó văng lắm. Cũng khiếp thiệt. Rồi né ra. Thằng nào mà nghe dứt tiếng máy cưa là bắt đầu chuẩn bị có một lóng gớt xuống. Ừ. Đó. Mấy chuẩn bị
mấy cái lóng ở dưới hình như là nó rất là nặng, cho nên là thả xuống rất là khó khăn luôn nha mọi người. Hết hồn, trúng cái mái tôn. Kéo hồ qua này lên làm chính tắc rất là dài. Có sức cái lam nó dài. Tuy là nó còn khá là cao nhưng mà rất là to rồi nha mọi người. Cái đoạn này là ngang mái nhà mà nó đã to như thế này rồi. Trên là giống như là xẻ bớt một miếng cho nó nhẹ. Rồi cái này cũng vậy, là xẻ bớt, giống như là xẻ bớt phân nửa của cái lóng để có thể mình bưng xuống cho nó nhẹ nha cả nhà. To rất là nặng. Coi như là nửa lóng. Thank you.
cây này nhờ nó bọng nó có cái chổi để bấm cái tay vào. Tới gốc luôn. Tới gốc luôn. Cưa nóng cây đúng một buổi luôn. Giờ lóc lóc đi làm cho đừng chạy cho nó. Giờ gần 5 giờ. Lóc đây hay vậy? Lóc đây để nó cho nó rớt xuống đừng chạy luôn. Như vậy phải không? Cái này có bự bự không mày? Tại vì cái đó dựng đứng lên á, dựng đứng. Rất là cay mắt luôn. Thank you.
còn cưa một cái rảnh để buộc dây kéo á mọi người, nó đừng bị trượt nên mình đoán là vậy. Kiếm đồ để chêm. Thank you.
lấy cái bao đựng để về lấy cái đồ máy sàn này, có vàng không? Bé nó có cái nịt. Đó, nó bể, có ai thank you.
sao cái máy này nó kêu luôn rồi nha cả nhà. Một cái gốc ba đậu rất là to. Lần đầu tiên mình thấy chú Tùng cưa gốc, cưa cái cây ba đậu. Rồi mình xin kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái clip của mình. Hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị.